Xin chào các bạn, rất vui khi lại được gặp các bạn trên kênh chia sẻ kiến thức Lini TV. Càng vui hơn nữa nếu được các bạn bấm vào đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho mình. Tiếp tục với chuỗi video hướng dẫn về InScape cơ bản cho người mới bắt đầu. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển ảnh sang ảnh Vector Lauperly. Vậy thì cái ảnh Vector Lauperly là như thế nào? Và đây là kỹ thuật gì và dùng trong trường hợp nào? Thì đây mình nói sơ qua để cho các bạn dễ hình dung. Lauperly là một cái kỹ thuật thường được sử dụng trong thiết kế đồ họa 3D. Nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác là hình ảnh chúng ta có chiều sâu và thường được sử dụng trong các cái thiết kế game hoặc là thiết kế đồ họa hoạt hình 3D. Thì đây là một dạng thiết kế theo kiểu lưới đa giác. Các bạn để ý nó là một kiểu đã thiết kế trên dạng lưới đa giác như thế này. Và ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta có thể di chuyển ra. Đó là các cái lưới đa giác thôi. Và chúng ta có thể di chuyển cái ảnh gốc của chúng ta ra. Và chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đó là ảnh Vector Lauperly. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào và có những cái lưu ý gì trong kỹ thuật Lauperly này? Trong thiết kế này thì chúng ta sẽ sử dụng một số các cái nhóm công cụ, đó là Finance Store. Đây, các bạn vào Object, chọn cho mình thêm một nhóm công cụ nữa, đó là Layout Object and Object. Ở đây chúng ta để ý là chúng ta đang làm việc ở cái lớp thứ nhất, có tên là Layer 1. Ở đây mình sẽ chọn cái đơn vị thiết kế, đó là Pixel. Và mình cũng sử dụng cái độ rộng của nó là 1280, chiều cao là 720. Ở đây mình sẽ vào file, chọn là Inbox để chúng ta sẽ lấy cái ảnh gốc. Các bạn sẽ lựa chọn các cái hình ảnh có độ phân giải cao và có sự phân biệt rõ ràng giữa các màu thì càng tốt. Chúng ta chọn Open. Vậy là cái layer 1 này thì chúng ta có cái ảnh này. Mình sẽ vào cái dấu cộng đây. Các bạn chú ý Alt Layer. Chúng ta sẽ tạo một cái lớp thứ hai. Giả sử ở đây mình sẽ đặt tên nó là Lauperly. Rồi sau đó mình chọn bấm vào Alt. Thì chúng ta có thể bật vào cái con mắt này để nhìn thấy hoặc là không cho nhìn thấy đây. Đối với cái layer 2 này thì chúng ta sẽ tiến hành tạo các cái đa giác. Thì ở đây thì các bạn sẽ bật vào thanh Slapping. Mình sẽ lựa chọn Iconet, Path và Cutner. Chúng ta sẽ sử dụng cái thanh công cụ đó là Draw Benzene. Ở đây mình sẽ chọn chế độ đầu tiên đó là Benzene Path. Và sát này thì mình sẽ chọn Nurse. Ở đây mình sẽ có một số các lưu ý khi chúng ta thiết kế ảnh Vector Lauperly. Nhất đó là chúng ta để ý về mái tóc chẳng hạn, thì chúng ta thấy có những vùng màu sáng, vùng màu tối. Chúng ta sẽ tạo các hình khối trên các cái vùng màu này. Và mình sẽ tạo các hình khối theo hướng của mái tóc. Ở đây thì mình sẽ chọn màu đen. Các bạn chú ý chúng ta sẽ chọn màu đen là đường vẽ và bỏ nền đi. Và ở trong cái Finance Store này mình cho cái nét của chúng ta khoảng 0.5 thôi, chúng ta nhìn cho nó dễ coi, dễ nhìn. Sau đó là các bạn chú ý ở đây thì chúng ta sẽ tạo các cái hình khối theo vùng màu của mái tóc. Chúng ta cho bật vào thanh Slapping để chúng ta vẽ nó dễ dàng hơn. Tương tự, chúng ta có thể tạo những cái đa giác nhiều cạnh, không vấn đề gì hết. Tương tự, ở đây chúng ta thấy có những cái khoảng vùng màu tối và nó sáng. Thì chúng ta sẽ tạo các cái đa giác theo các vùng màu đó. Tương tự, ở đây chúng ta thấy có một cái vùng màu sáng thì chúng ta sẽ tạo các cái đa giác tương tự như vậy. Các bạn có thể zoom cho nó to lên để chúng ta nhìn cho nó dễ. Chúng ta vẽ các cái đa giác càng chi tiết thì cái ảnh của chúng ta, ảnh Lauperly Vector chúng ta nó càng trung thực hơn.
Rồi đến đây thì các bạn để ý góc của cái hình này, chúng ta thấy nó có cái độ xoắn này, thì chúng ta sẽ tạo các cái đa giác phân biệt các cái màu này và có một cái hướng nó cũng xoăn xoăn để nhìn cho nó trung thực hơn. Ở đây thì các bạn là để màu trắng ha, cái màu trắng này sẽ tạo cho mình một cái màu trắng tương tự như màu trắng. Tương tự ở đây thì chúng ta sẽ chọn màu đen. Rồi tiếp theo tương tự cho con mắt bên này. Vị trí tiếp theo đó chính là miệng, chúng ta sẽ mô phỏng, tức là chúng ta vẽ các cái đa giác làm sao cho nó nổi bật được môi của cái hình vẽ. Ok, vậy là sau khi chúng ta đã tạo các cái hình đa giác là chúng ta sẽ chọn đơn màu sắc cho các hình đa giác. Đấy, thì chúng ta sẽ làm như nào thì ở đây các bạn sẽ để ý cho mình, đó là mình sẽ sử dụng cái đó là nút công cụ Edit Path điều chỉnh đường dẫn, và một cái nút công cụ nữa đó là Pick Color. Đó, chúng ta sẽ bấm vào hai cái nút này, thì ở đây các bạn sẽ bấm chọn cái nút Edit Path trước, sau đó chúng ta sẽ lựa chọn cái đường dẫn mình muốn tô màu. Sau đó chúng ta sẽ chọn Pick Cloud. Đây, chúng ta chọn Pick Cloud. Các bạn sẽ giữ chuột trái, chúng ta kéo thành một cái hình tròn như vậy. Tương tự chúng ta lại chọn cái nút Edit Path. Các bạn đưa trỏ thì nó sẽ sáng này, những cái đường khung sáng này chúng ta sẽ lựa chọn. Sau đó chúng ta lựa chọn Pick Cloud. Các bạn có thể thao tác nhanh bằng cách chúng ta bấm N, sau đó bấm D. Tương tự, ví dụ các bạn bấm N, chúng ta đưa trỏ vào cái đường dẫn mà mình muốn tô màu. Sau đó bấm D. Rồi, vậy là sau khi chúng ta đã tô màu xong cho các cái hình đa giác thì chúng ta sẽ tiến hành một bước nữa, đó là chúng ta sẽ kiểm tra xem có cái đa giác nào mà chúng ta chưa tô màu hay không. Thì mình xem chỗ Fill Store này, mình cho nó đậm màu lên nhé. Bạn để ý chúng ta sẽ bấm Ctrl A, sau đó chúng ta cho nó đậm màu lên, cho nó nét lên nhé, rõ nét lên. Rồi ok. Rồi bây giờ mình muốn kiểm tra thì cũng khá đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đưa cái ảnh gốc này ra ngoài. Thì lúc này chúng ta thấy nó có một cái hình đa giác này, chúng ta chưa vẽ đây. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vẽ vào. Chúng ta bấm D. Đó, chúng ta kéo. Các bạn sẽ vào cái công cụ Lay and Offset, chúng ta sẽ tắt cái layout 1 này đi, là chúng ta sẽ nhìn thấy phần nào mà chúng ta chưa vẽ hình đa giác cũng như là chưa tô màu thì nó sẽ hiển thị lên. Bạn để ý như ở đây chẳng hạn, bát này nó nằm ở layer 1 thì chúng ta sẽ di chuyển nó vào layer poly. Bây giờ chúng ta sẽ bật vào để chúng ta nhìn thấy. Này tắt đi, mở lên. Lúc này chúng ta sẽ lựa chọn Layer Low Poly, Ctrl D. Chúng ta sẽ bấm Ctrl D để chúng ta nhân bản. Sau đó chúng ta di chuyển một bản ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí nó vào trong thiết kế của chúng ta. Thì chúng ta sẽ nhóm lại. Chúng ta vào Offset chọn Group. Đây, mình sẽ vào file chọn inbox, mình sẽ cho nó vào cái hình này, mình sẽ cho nó ra phía sau.
Và trên đây mình đã vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn cách chuyển ảnh sang ảnh vector Loud Polish. Và nếu thấy video hay, ý nghĩa thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh, like, share video để theo dõi các cái nội dung mới nhất từ channel của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.